Các bạn nhớ nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Và đừng quên click vào hình cái chuông để theo dõi những video mới nhất. Bởi vì số bạn mệnh thủy rơi vào tháng 10 là số trắc trở tình duyên rất nhiều, đận đận tình cảm. Rồi khi mà quen người ta cũng trục trặc rồi, chưa thèm tính đến hôn nhân nữa. Rất xấu về đường tình cảm nhé. Dạ. Giờ thấy lận đận chưa, mệt mỏi chưa? Lận đận nhiều thì ờ, từ trước giờ quen được 5 anh chưa? Cũng nhiều á thầy. Lên mà không đi tới được với nhau. Đấy. Quen rồi xong có chuyện xảy ra rồi tự nhiên chia tay, chia tay cho mình lận luôn. Đấy. Thì cái số bạn nó phải chịu cảnh lận đận tình duyên, tình cảm nhé. Xấu về đường tình duyên lắm, khổ lắm. Mỗi bây giờ nó cứ tại phòng không tỷ lắm. Sao sao bạn nói lại nào? Ý là bây giờ em cũng không tỷ tới luôn, tại vì mình biết mình khổ cái đường đó rồi á, không nghĩ tới. Sau này muốn được tình duyên tốt thì mình có thể giúp cho bạn nhé, hóa giải cho cái điều này. Dạ. Khi nào muốn lấy chồng đấy. Bạn là người rất là thấp đúng không? Không được cao đúng không? Dạ đúng rồi. Một mét mấy, mét rưỡi không? Đấy thì mét rưỡi tầm đó, làm tròn đi, mét năm tư, mét rưỡi. Bởi vì cái bàn tay bạn nó cũng nhỏ như vậy hết á. Đặc biệt là cái bàn tay này thì có đường trí đạo rất là dài. Trí đạo dài nó thể hiện là người thông minh, sáng suốt, lý trí phán đoán, óc phán đoán tốt. Và chắc lúc trước bạn, cái đường học hành của bạn, bạn đã học là khá thông minh, đúng không? Dạ. Đúng không? Có được học sinh giỏi không? Nhưng lúc trước là bạn học giỏi đúng không? Đúng như lời mình phán đoán đúng không? Dạ, và với... học được, cũng được. Nhưng mà thông minh, nhưng mà nói là em hiểu. Bởi vì cái đường trí đạo nó khá dài mà. Nhưng mà trí đạo này có xuất hiện nhiều vết cắt. Nó cũng thể hiện là người hay nóng tính. Tính dạ, cách thì rồi. Nóng tính và tính cách hay thay đổi nửa chừng, nửa mùa. Dạ, đúng rồi. Đấy, đứng núi này trông núi nọ hay thay đổi. Tinh thần hay bị lung lay. Dạ, dạ, đúng rồi. Tôi đang thích cái này lắm. Nhưng mà thấy người kia ổn nói với cái này bắt đầu là không có phân vân gì hết, chuyển ngay. Dạ đúng rồi. Vì thế cuộc đời của bạn sẽ thay đổi rất nhiều công việc. Dạ đúng rồi, thay đổi nhiều rồi thầy. Ồ, thay đổi rất nhiều công việc và rất nhiều chỗ làm luôn. Chắc 5-6 công việc rồi thầy. Nhưng mà cái thiên hướng này là mẫu thiên hướng này, kinh doanh thì hợp hơn. Dạ. Kinh doanh. Số bạn lên hướng theo kinh doanh là tốt nhất, hợp nhất. Bởi vì bạn chả làm thuê cho ai được lâu cả nhé. Dạ đúng không? Nào thầy, em đang làm bất động sản chứ không thấy con đường đó làm được không? Được, cũng con đường này cũng được đấy. Học hỏi đi. Đi theo cái nghề này thì dù tiền bạc vẫn chưa thấy nhiều, nhưng mà nó sẽ khiến cho bạn là tiếp thu được nhiều thứ và biết được thêm nhiều, biết thêm nhiều được kiến thức. Biết được thêm rất nhiều kiến thức nhé, thu thập được rất nhiều kiến thức khác nhau. Năm nay bạn 26 tuổi. Cái vận niên của bạn là sao Thái Bạch. Thái Bạch là ngôi sao xấu. Nó khiến cho công việc năm nay làm ăn chưa có thuận lợi. Đấy, năm nay gặp nhiều bấp bênh từ đầu năm đến giờ rồi. Nói chung là em thì em kiếm được nhiều khách nhưng mà vẫn chưa chốt được giao dịch đó thầy. Cái kết quả nó chưa có. Cái kết quả nó chưa có. Vậy sao phải khôn khéo, kiên trì đi. Mình vừa thỉnh cho cái lộc làm ăn ở đấy, bây giờ kiên trì kêu cầu đi. Tháng trước mình vừa thỉnh cho cái bạn này cũng làm bên môi giới đấy, bạn đã bán được 2 lô đất luôn. Kiên trì đi, kiên trì là sẽ được á, mình thỉnh cho cái lá phép rồi thì yên tâm. Nhưng mà cái lá phép của thầy biết sao, em sợ là em sợ dán không, cho nên em không bằng tài rồi. Trong công ty rồi bà sếp bà thấy một bà phải la, em dán không phía dưới. Còn một lá thì em bỏ trong cái ốp lưng, điện thoại em đang gọi nói chuyện với thầy nè. Được, được nhé.
Nơi này quê em có người âm, người âm thì theo không người, thầy người thì âm bác đâu. Người âm duyên âm thì chả có ai theo cả nhé, chả có duyên âm nào theo cả, do số bạn là hay bị lận đận tình cảm thôi, là tự do cái số mệnh của bạn nó như vậy chứ không có duyên âm nào theo phá cả. Nhưng mấy cái người lận đận tình duyên thì tuổi thọ cao lắm, ba cái cổ tay cũng có tận 3-4 vòng luôn, là nó nói tuổi thọ rất là cao. Khổ vì tình thì sống hay thọ là như vậy. Em thấy khổ vì tình lắm. Mà thầy ơi, sao em thấy em giúp người mà toàn bị đúng rồi, cái điều này nó hiện trên đường chỉ tâm đạo của bạn này này, nó có nhiều cái hướng tua rua ra, hướng lên hướng xuống, thì nó nói là số bạn chả cần làm gì thì họ cũng nói xấu bạn, đặt điều cho bạn, bạn là chúa bị thị phi luôn. Chúa thị phi luôn, giống như là em mới vô đây là 2 tháng à, thế là có cái chị đó, tự nhiên mình giúp bả nhưng mà bả nghĩ mình là xấu, bả mà chửi mình cũng còn chửi mình như con luôn mà mình chả có làm gì cả. Đúng rồi, mình nghĩ là mình giúp bạn tấm lòng mình thôi, thế là nhưng mà bây giờ cái chị đó là văn quá, thế là chắc cũng gửi tu không làm việc nữa. Nhưng mà mình nói chung là bạn hiểu là bạn cứ cố gắng làm sao sống tốt nhé, cố gắng làm sao sống tốt thì mọi chuyện hanh thông nó sẽ đến với bạn. Thầy ơi, thầy cái đường tình duyên của em á, sau này có ở vậy một mình luôn á. Sao cái đường tình duyên của em thì em ở một mình không thầy, số bạn thì sẽ lấy nhiều đời chồng vợ, sẽ kết hôn nhiều đời nhé, có nghĩa là không chỉ một đời chồng mà có thể thứ 2-3 đời nhé. Ôi, chán nhà em nó thì em qua một đời rồi đó. giờ bây giờ khai thật rồi đúng không? Đấy thì mình thấy mà số bạn là mình vài đời chồng chắc chở rất nhiều đời nhé. Vì thế nhiều đời mấy thôi, ở vậy tôi tham gia rồi chứ cứ chồng khổ thầy ơi. Cái này mình có thể hóa giải cho bạn, giúp đỡ cho bạn vấn đề này, hóa giải xong được cái đường tình duyên của bạn nó tốt hơn, không còn lận đận, không còn chắc chở nữa. Ok, em hỏi nè, em thấy vô làm ở trong này thì em gặp nhiều người lắm nè. Bây giờ có ông chú này ổng sinh năm 1959 á, ổng muốn giúp nhiều vấn đề á, thầy xem thử này tốt không? Số bạn đến với ai cũng xấu hết, rất xấu. Ngỏ ngỏ lời yêu ông này chưa? Chưa, ổng nở thôi chứ em đâu có ngỏ ổng lớn mà nè, sao ngỏ được. Nè ổng sinh ngày bao nhiêu để em xem thôi nè. Ngày 5:35 ngày 24/9 năm 1959. 1959 kỳ. Nói chung là hai cái mệnh này không hợp, không hợp cách đâu nhé. Thủy mộc 1959 cấn. Hai tuổi này quá chênh lệch tuổi tác, sợ bạn chả đến được với nhau lâu. Dạ. Còn năm nay chắc em hỏi. Nói đi. Dạ. Nói đi. Em là một cô sinh năm 90 á, với lại một anh sinh năm 92, thứ hai anh này một chút đưa em vô làm á, thì hai người này hợp tác với em có được không? Được. Em làm cho hai người thích. Kết hợp với cả hai đều được, nhưng mà với người nhâm thân thì sẽ tốt hơn. Với cái anh đó thì tốt đúng hơn. Rồi, đúng rồi, kết hợp với người nhâm thân thì sẽ tốt hơn, ổn hơn. Giống như là vừa lắm thầy, là trong kiểu cắt xuống là cắt tức lại khách khách muốn mua mà lại không có sản phẩm để bán cho khách hết thầy. Này, cái này phải kiên trì nhá, kiên trì cái gì cũng phải kiên trì hết nhé. Thầy ơi em hỏi nè, đứa con của em có đứa con mà nó sinh ngày 29/6/2014 á, coi nó xem nó sau này nó như thế nào thì em có được nhờ con không? 29/6/2014 Cái này nó lên cứng đầu lắm, lì lắm. Nam chơi cứng đầu lì lắm, lì vô cùng luôn. Lì á? Giờ thấy nó lì chưa? Nó lì hồi nhỏ giờ hả? Nó lì cứng đầu, nó lên khó nhờ lắm, rất khó để nhờ nhé. Khó để nhờ cậy lắm. Ham chơi hơn là ham học, rất là lì, bướng.
Cái này phải quản lý thật chặt, không sao sau này rất dễ hư hỏng đấy nhé. Em xin được mấy đứa thầy nhỉ? Nếu mà em kết hôn nữa. Số này thì một đứa nữa thôi nhé, chỉ tầm một đứa nữa thôi. Là tức là một đứa nữa thôi, nếu như mà kết hôn nữa. Đúng rồi. Thầy ơi, ví dụ như mà em trong năm này thì ví dụ như có ai rủ hợp tác anh đầu tư là em có nên làm? Không nên làm, năm này là năm hạn chế, không nên đầu tư làm ăn lớn nhé. Làm ăn nhỏ thôi, những cái gì đang làm thì cố gắng cứ giữ nguyên như vậy mà làm. Chớ lên đầu tư làm ăn lớn là sẽ thất bại đấy nhé. Hết năm nay sang năm tới thì mọi sự nó sẽ được hanh thông và bạn có thể làm nhé. Em có một em đang ở với bà chị em mà bà chị em bà tôi có sao ba chị em cãi nhau rồi lúc em chán quá em muốn đi ra ngoài ở em có nên ra ngoài hay là phải ở cùng với chị nhỉ? Nên ra ngoài thì sẽ tốt hơn nhé, ra ngoài sẽ tốt hơn, sẽ thoải mái hơn nhé. Đấy, chứ mà ở gần thì cứ xung khắc vậy, ở thế ở mãi thì vẫn cứ xung khắc vậy thôi nhé, nên cách xa là tốt nhất nhé. Thầy ơi trên tay em có hiện gì tiền tài rồi thì nói cho em vui thầy. Tiền tài thì có nhưng mà phải sau này, ngoài 32 tuổi mới ok được, nhưng mà tầm này thì còn chưa thấy gì đâu, bạn còn quá trẻ, kinh nghiệm cuộc sống chưa có nhiều, chưa từng trải, vì thế phải từ từ nhé, kiên trì đi, từ từ rồi sẽ có thôi nhé. Không được á, em tôi người ta nói em là đi tu quá thầy. Người ta nói là đúng đấy, bạn lên đi tu là ok hơn. Ủa vậy là em có tu hay sao thầy? Đúng rồi, lên đi tu thì tốt hơn. Em đi tu khá không? Đúng rồi, lên đi tu thì sẽ tốt hơn nhé. Đấy là tu là em phải vô chùa rồi cạo tóc cạo đầu hay là tu ở nhà thầy? Bạn chắc là nghĩ không tu ở chùa được đâu, bạn tu ở nhà thôi. Nhưng tu ở chùa thì bạn sẽ làm láo loạn hết cả chùa lên đấy. Không sao, em cũng hiểu. Rồi. Tu ở nhà. Đó tóm lại là số bạn có căn tu nhưng mà tu tại nhà thôi, tại gia thôi nhé.